trên hàng công sẽ là bộ đôi số 8 Guitan, cầu thủ đã có được bàn thắng ở trong trận bán kết lượt đi. Đường chuyền của Rumakiek, Guitan, vẫn là Guitan. Pha xử lý không đủ tốt để loại bỏ hàng phòng ngự của Singapore. Rất khó để Guitan quan tâm đặc biệt cho cầu thủ này, nguy hiểm. Pha bỏ bóng. Guitan rất hay, dứt điểm. Không vào. Cú dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ Indonesia. Pha dứt điểm của Ricky Kambua. Rumakiek. Guitan. Rất nhiều đường truyền hướng đến Guitan. Indonesia đang nhập cuộc hứng khởi trong trận đấu bán kết lượt. Vừa rồi có một cầu thủ của Indonesia băng lên từ tuyến 2 thì có lẽ là sẽ có một cơ hội rõ ràng hơn dành cho Indonesia. Tấn công trung lộ. Guitan, vẫn là Guitan, chuyền vào. Warian là người ghi bàn nhưng công lớn cho bàn thắng này đó chính là Guitan với một pha xử lý cực kỳ đẳng cấp. Vẫn là số 8 bên phía đội tuyển Indonesia. Chúng ta đã nhắc rất nhiều tới sự nguy hiểm của Guitan. Thầy trò huấn luyện viên ở Indonesia. Này thì đường truyền của Guitan không tốt. Bóng vẫn thuộc về các cầu thủ áo đỏ. Cơ hội! Một lần nữa người chạm bóng cuối cùng là Ricky Kambua. Dâng rất cao và khiến cho những đường lên bóng của Singapore gặp khó. Như đây là tình huống tấn công của Singapore. Sự lùi dồn đã có một pha xử lý vững vàng. Một cách phản ứng của sự lùi dồn. Cầu thủ áo số 12 đã được thể hiện. Dewanga dứt điểm. Nó chạm người các cầu thủ. Đường chuyền dài của đội trưởng Haris Harun. Cái vẫn là những pha cắt bóng kịp thời bên phía hàng phòng ngự Indonesia. Rồi là cơ hội được dành cho lợi thế dành cho cao thủ Indonesia. Guitan sẽ có một quả đá phạt trực tiếp dành cho cao thủ Indonesia. Một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra dành cho cầu thủ áo số 21. Rumakiek cũng đã có một bàn thắng tại giải đấu năm nay. Rumakiek. Cú sút hơi đơn giản của Rumakiek. Trông cơ hội dành cho Singapore. Rất tốt. Cơ hội dứt điểm. Không vào. Ricky, vẫn là Ricky. Cơ hội không vào. Quá đáng tiếc cho Warian. Không thể tin nổi là hàng phòng ngự của Singapore lại quá bối rối ở trong tình huống vừa rồi. Hay không? Sulaiman. Trong các trận đấu ở vòng bảng thì Singapore. Đã có thẻ vàng và Suvawan đã phải nhận một chiếc thẻ vàng trước đó. Sẽ là một tội đồ. Singapore đã có được bàn gỡ hòa. Người ghi bàn là Song Wisong. Sau nỗi buồn là niềm vui dành cho các cổ động viên của đội tuyển Singapore. Mở bóng rất thoáng. Đường chuyền rất hay, dứt điểm. Bóng đi quá cao. Rất đáng tiếc cho Ricky. Màn phối hợp có thể nói là rất hay của cao thủ Indonesia. Ricky rất thoáng. Warian
chân. Tình huống cố định như thế này. Không có. Đây là điểm rất mạnh của các cầu thủ Singapore. Nguy hiểm. Rất đáng tiếc cho cú đầu vừa rồi của Recha. Cú đầu mà nếu như có được bàn thắng thì điều đó sẽ rất tốt dành cho các cầu thủ Singapore. Rất hay. Pha lên bóng của Singapore. Nhà tốt hơn. Đây là Huy Tan. Rất hay. Cơ hội. Rất nhiều những cơ hội đã được dành cho cầu thủ Indonesia. Như đây là pha phản công dành cho Singapore. Suýt chút nữa thì đã có một siêu phẩm. Trận đấu đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Hai của trận bán kết lượt đi thì huấn luyện viên Shin Tae-jong cũng có những sự thay đổi người như vậy. Phạm lỗi rồi. Sẽ cần có một chiếc thẻ. Phan đi. Trời ơi, một chiếc thẻ đỏ. Phan đi. Cú sút phạt đã không thể vượt qua được hàng rào. Thua một người nhưng vẫn thi đấu, có thể nói là rất ngây thơ ở hiệp thi đấu thứ hai này. Bây giờ thì thế trận hoàn toàn thuộc về Indonesia. Không phải là một cú dứt điểm ngay mà là một đường chuyền. Bây giờ sẽ có một quả đá phạt trực tiếp. Một quả đá phạt mang tới những hy vọng dành cho các cầu thủ. Sulaiman sẽ là người được trao cơ hội. Sulaiman! 2-1 cho Singapore! Không thể tin nổi, trong thế trời thiếu người nhưng các cầu thủ Singapore đã có được bàn thắng thứ hai vào lưới của đội tuyển Indonesia. Bất ngờ đây, bất ngờ đây. Trong thế bị thi đấu kém hơn hai người, nhưng Singapore đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Quá đẹp mắt. Một cự ly có thể nói là cũng khá thuận lợi. Nguy hiểm. Lần này thì có thêm một bàn thắng. Điều gì đã xảy ra vậy? Cơ hội! Và đánh đầu là của Isafani. Liệu Singapore có giành vé vào chơi chung kết hay không? Dứt điểm từ xa. Nguy hiểm. Không khí lễ hội, một không khí Giáng sinh trên sân vận động quốc gia Singapore. Indonesia lúc này đang là những người vội vàng hơn. Ngay cả người đội trưởng của họ cũng tỏ ra hấp tấp. 3. Cơ hội. Liệu có bàn thắng không? Thi đấu chính thức cuối cùng, huấn luyện viên Shin Tae-jong đã thở phào với bàn thắng vừa rồi của học trò. Người lập công là Ahan. Dạ rồi, họ đã có được bàn thắng quân bình tỷ số ở những thời khắc cực kỳ quan trọng. Nhưng vẫn có tới 4 cầu thủ Singapore trong tình huống này. Liệu có penalty hay không? Như vậy là đã có penalty. Không thể tin nổi. Một trận đấu không thể tin nổi. Farid Ramri và Winata. Ramri, come on! Một lần nữa thì chúng ta lại phải thốt lên, chuyện gì xảy ra vậy?
nỗ lực tuyệt vời, được chuyền vào, dứt điểm, không vào, không vào. Đó là cơ hội dành cho Bagos. Điểm 10 dành cho Hassane. Đây là sự hấp dẫn trong bóng đá, quá nhiều cảm xúc mà đến cho người hâm mộ. Nguy hiểm. Sẽ cùng chờ xem những toan tính trong hiệp đấu hai hiệp phụ này. Chắc chắn là sẽ có những rất hay. Eki vẫn là Eki. Nguy hiểm. Bàn thắng đến từ quá sớm, quá sớm với các cầu thủ Indonesia. Một sai lầm rất đáng trách của hàng phòng ngự bên phía đội tuyển Singapore. Không có bất ngờ nữa rồi. Đúng là trong hiệp phụ. Và ngôi sao SG mà chúng ta đã chờ đợi đã lên tiếng. Anua là người mắc sai lầm trong tình huống này. Này đã không còn tốt nữa. Vẫn là Indonesia. Đã có lỗi của các cầu thủ Singapore. Trong hiệp 1. Huy Tan. Rất thoáng. Đưa chuyền. Rất bình tĩnh. Vẫn không vào. Eki Maulana. Sulaiman. Họ đang chơi thêu hoa dệt gấm trước khung thành của Singapore nhưng Hassan. Bóng treo thẳng vào khung thành của Hassani. Vẫn là Hassani. Irfan Fandi. Khá thoáng. Là tình huống cuối cùng. Nguy hiểm. Đã có bàn thắng thứ hai ở hiệp phụ đầu tiên cho đội tuyển ý. Bất ngờ đã không còn nữa. Ngôi sao được chờ đợi Eki đã lập công theo một cách cũng không tưởng.